Chỉ trong thời gian 3 tháng đầu năm 2014, đàn voi dữ thuộc khu rừng xã Phúc Sơn đã 2 lần về phá hoại nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân bản Vèo, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Trong những ngày qua, đàn voi dữ gồm 6 con đã tàn phá diện tích mía của nhân dân bản Vèo 3, khiến đời sống sinh hoạt của nhân dân bị đảo lộn. Đây là hình ảnh đàn voi dữ gồm 6 con đang tàn phá diện tích gần 11 hectare mía của đồng bào Thái ở bản Vèo 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Người dân cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 3, đàn voi rừng đã di chuyển từ bản trống đến bãi gòn thuộc bản Vèo 3, xã Phúc Sơn để phá hoại nhà cửa và hoa màu của nhân dân. Sau khi đàn voi đến phá hoại, ban chỉ huy bản đã huy động nhân dân tập trung dùng các biện pháp truyền thống để ngăn cản đàn voi, nhưng vẫn không hiệu quả. Vì mía là nguồn thức ăn ưa thích của loài động vật này. Chúng tôi huy động toàn thể bà con nhân dân dùng mọi biện pháp như truyền thống trước đây, rệt, xua đuổi những đàn voi cùng cố tình là bám trụ ở lại, không chịu đi. Thì hiện nay chúng tôi muốn đảm bảo cho cái tài sản và tính mạng của con người, thì mong chính quyền các cấp có thẩm quyền thì hỗ trợ và giúp đỡ bà con chúng tôi. Đây là lần thứ hai đàn voi về phá hoại hoa màu của nhân dân bản Vèo, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Được biết đàn voi rừng đã sinh sống trên vùng đất này rất nhiều năm, nhưng trước đây không hung dữ vì rừng chưa bị chặt phá. Nhưng những năm gần đây, việc quy hoạch vùng trồng cây công nghiệp đã làm cho vùng sinh sống của voi rừng bị thu hẹp dần, dẫn đến tình trạng voi về phá hoại hoa màu, nhà cửa của nhân dân. Khu vực voi rừng thường đến tàn phá thuộc vùng đệm của vườn quốc gia Pù Mát. Khi nhận thông tin thì là anh em trạm là tổ chức sáng cùng với người dân có một số biện pháp đẩy đuổi, nhưng mà là voi không chịu đi, thì là chúng tôi đã kết hợp báo cáo về ủy ban xã, bên vườn quốc gia Pù Mát, các cơ quan chức năng như truyền hình là để vào kết hợp để xem cái thông tin sự thực dẫn. Như thấy hiện tại là có những biện pháp đó không được, nhưng mà cái lượng mía của người dân cũng thiệt hại rất nhiều. Trước tình hình đó, huyện Anh Sơn đã cử cán bộ và các ngành chức năng trực tiếp đến khu vực vừa bị đàn voi tàn phá để thăm hỏi động viên nhân dân. Trong thời gian 2 năm, từ năm 2012 đến năm 2013, đàn voi này đã cuột chết 2 người dân tại khu vực này. Người dân rất hoang mang lo lắng khi bị voi rừng làm xáo trộn cuộc sống và sản xuất. Ủy ban nhân huyện đã nhiều lần có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng là can thiệp, có biện pháp là vừa bảo tồn được đàn voi nhưng mà phải là bảo vệ được cái sản xuất của người dân và ổn định đời sống những người dân. Thì hiện nay thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cơ quan chức năng nhà nước sớm vào cuộc để có biện pháp ổn định đời sống người dân và bảo tồn được cái loài động vật quý hiếm này. Để hạn chế đàn voi rừng phá hoại, người dân bản Vèo, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này, đồng thời bảo vệ được tài sản hoa màu và tính mạng của người dân.